Xin chào anh em chú bác quan tâm tới kênh Đi Qua Tình Hình nha. Hôm nay giới thiệu tới anh em chú bác một số cái dụng cụ nhặt ha. Ở đây cụ thể là cái đầu búa tạ, búa nhồi đinh và một cây rìu nha. Ai anh em quan tâm thì anh em vui lòng xem thật kỹ ha, để có thể rõ về, đặc biệt là về kích thước ha, về cân nặng và về cái ngoại hình của nó ha, để anh em có thể chọn được cái cây mà anh em ưng ý hoàn toàn nha. Ok, rồi thì mình giới thiệu cái đầu tiên nha. Cái đầu tiên thì của hãng SS ha. Hãng này thì cũng khá là quen thuộc, búa tạ nội địa Nhật ha. Rồi cái này thì nó không có cân nặng, nó không có ghi 2B thôi, chứ nó không phải là 2 lbs ha. Mình cân ra hoàn toàn không có một tí cán nào ha, là 960g nha anh em, 960g ha. Cây số 1 là 200.000 nha. Cái này đã được lấy mép lại ha, anh em về muốn đẹp hơn nữa thì anh em về rà nhám lại tí là đẹp tuyệt vời ha. Thép Nhật 100% anh em yên tâm nha. Logo nè, cân nặng đầy đủ ha. Rồi, cái số 1 200.000 nha. Đó, được đánh bóng nhẹ hai mặt thôi, cho nên anh em không yên tâm về nó không có bị mất cái độ cứng đâu nha. Rồi, phần này mình mài mình lấy mép nè, còn phần này đánh bóng thôi nha nè. Tại vì anh em còn thấy một vài cái đường xước ở đây ha. Nếu mà mình muốn hết thì mình phải đánh sâu hơn thì nó không có tốt, cho nên mình chỉ đánh sơ thôi. Đó. Ok, tổng quan thì cũng còn khá là đẹp ha. Cái số 1 200 nha. Rồi. Cái số 2 cũng hàng có logo đàng hoàng ha. Hơi mờ cho nên mình cũng không có khẳng định được nó là cái của hãng nào ha. Rồi. Cái này anh em thấy ha, cũng được lấy mép nhẹ lại tí nha, cho nó sắc thôi. Đó. Còn cái mặt này thì chỉ đánh bóng sơ thôi, nó còn giống như cây, bốn cái này nó như nhau hết nha. Anh em thấy cái mặt còn rất là sắc ha. À, mấy cái đường vác còn rất là sắc nha. Rồi, cái này nặng 1,4 kg nha. À, cái đầu không là 1,4 kg ha. Anh em lưu ý cái đầu không 1,4 kg nha. À, cây số 2 này 240.000 nha. Rất là nặng ha, giá cũng khá là mềm để anh em có thể về tra cán và sử dụng ha. Rồi. Cây số 3, cây rất là đẹp và đặc biệt rất là quen thuộc rồi ha. Cái búa OH 1,3 kg. Lấy mép lại rất là đẹp ha. Chói quá cho nên hơi khó thấy tí ha. Ở đây mặt này thì anh em thấy nó có vài đường xước nè, mình không có lấy hết nha. Đó. Có vài đường xước này ha. Mép thì lấy cho đẹp thôi. Nên thấy cái logo OH khắc rất là rõ đẹp ha. Ok. Cây số 3 này 260.000 nha. Cái đầu này 1,3 kg nha anh em. 1,3 kg ha, 260.000. 1,3 kg là 3 lbs đó. Là nó cái loại này, nếu mà OH cái loại này thì nó sẽ là 2 lbs nha. Còn loại này thì 3 lbs ha, nó nặng hơn nha. 286 nha. Cây số 4 nè. Cây số 4 anh em thấy cái logo nó khá là lạ, nhưng mà nó làm cực kỳ cầu kỳ luôn ha. Hình logo giống như con nai nha. Này cân ra là 1,9 kg nha nè. Cái số 4 này 300.000 ha. 1,9 kg nha. Rất là, mình chỉ lấy nét sơ lại thôi ha, lấy nét sơ cái mép thôi. Logo rất là đẹp luôn ha. Rồi. 1,9 kg nha nè, số 4 300.000 ha. Cái số 5 này không, cái số 5 này hôm qua mình có đăng này nha nè. Đăng sơ lại cho anh em biết là nó còn ha. À, cái này là mình bỏ gạch nha. Anh em quan tâm thì anh em lần đầu mua, anh em phiền anh em là nếu anh em cần thu hộ thì cọc nha. 50-100 ngàn gì đó, tùy cái món nặng nhẹ ha. Còn ưu tiên chuyển khoản thì mình sẽ điều cái tiền ship có lợi cho anh em nha. Rồi, cái này thì 1,3 kg nha. Đẹp như mới luôn ha. Của hãng Z. 330.000 nha. Trà cán rất là nghệ thuật ha. Ok, này còn vẫn xoắn luôn. Cái số 5 353 nha. Cái số 6 nó cân nặng bằng cây số 5 kia luôn ha, 3 lbs. À. Là tầm nó cũng bằng cái đầu này nha nè, bằng cái đầu này ha. Đó, nhưng mà cái này nó đẹp nguyên bản ha. Cái này đẹp nguyên bản luôn ha, đó. Chưa để nguyên nước sơn nữa, cũng chưa đánh luôn ha. Cán còn sử dụng tốt nha nè. Tới 3 lbs nha, khá nặng ha, tầm 1,35 kg, chính xác tầm 1,35 kg nha. Rồi, cây số 6 này 320.000 nha.
tất cả cái đường vát còn rất là mới ha. Ok, số 6 nha. Số 7 là cái búa nhổ đinh size cái đầu rất là lớn nha. Tính luôn cán 660g nhưng mà cái cán này rất là nhẹ nha. Cán này thì còn sử dụng tốt nhưng mà đó, cầm cán khá là nhẹ, trọng lượng gần như nó vô vào cái đầu hết ha. Cây này có logo đàng hoàng ha. Cái mặt này thì nó dính một vài dấu đinh đó, cho nên mình có mài lại nha. Cho nên giá nó sẽ đao xuống 230 ngàn nha. Thép này thì cực kỳ tốt, anh em yên tâm ha. Thép này rất là tốt. Phần dấu đinh cũng còn rất là ok ha. Rồi, anh em còn size lớn thì cây này là lựa chọn tốt ha. 660g, giá 230 ngàn, số 7 nha. Cây số 8, anh em thấy form khá giống như Maguchi ha. Mà như cái logo, cái chữ này thì không phải nha. Đó, nó có chữ Nhật đàng hoàng ha. Thép này cực kỳ tốt luôn ha. Form này thì nó nhẹ hơn cái form kia nha. 450g thôi. Anh em thấy đầu nhổ đinh không? Như mới luôn ha. Cái đầu đóng đinh cũng vậy. Cái phần gần ở chỗ chữ này thì nó có một vài cái dấu đóng nha. Đó. Nhưng mà tổng quan thì còn rất là đẹp ha. Thậm chí còn nhãn này mới rất tí xíu thôi nè. Tay nấm còn xài tốt nha. Rồi, cây số 8 là 250 nha nè. Cây số 9 này được trước cũng có đăng rồi ha. Tổng sơ cho anh em biết ha. Cây số 9 này của Yamaguchi ha, tay nấm xanh. Lần đầu tiên thấy tay nấm xanh ha. Rồi, cây này rất là nặng, 680g nha. Cây này giá nó bây giờ fix 20 ngàn ha, còn 230 ngàn nha. Anh em mua sử dụng thì yên tâm là thép cực tốt. Yamaguchi này đời cũ nha nè. Cho nên chỗ này nó có cái thêm chữ Yamaguchi ha. Ngoài cái biểu tượng quen thuộc này ha. Lỗi là lỗi xin nha nè. Ok. Phần nhổ đinh em còn tốt ha. Tuy nhiên cái mặt nó rỗ thôi nha. Phần nhổ đinh, phần đóng đinh gì đó anh em sử dụng còn tốt. Anh em yên tâm nha. Rồi. Số 9 230 nha. Số 10 là cái form Yamaguchi cán gỗ, form huyền thoại rồi ha, quen thuộc rồi. Khả năng cao là cây này cũng Yamaguchi nha anh em, hai chữ rất là giống nhau ha. Như vậy là cây này khả năng Yamaguchi ha, hai chữ này khá là giống nhau nè, giống nhau y đúc luôn ha. Ok. Rồi rồi. Cây này size lớn nha anh em, 640g ha, cán cực kỳ đẹp luôn. Ở đây thì nó mốt thêm một cái đầu, đây chắc là mục đích để làm gì đó liên quan tới nhổ đinh này nha nè. Anh em coi phần nhổ đinh ha, cực đẹp ha. Phần đóng đinh có gai luôn. Cây số 10 này 300 ngàn nha. Cây này quá đẹp ha. Cán còn rất là đẹp. Rồi, này còn bóng luôn nha. Cái này không hề đánh bóng hay gì hết á, nó còn rất là mới ha. Phía dưới nó còn có logo nữa. Thường mấy cây Yamaguchi kia nó không có ha. Cây này có logo. Đặc biệt là nhám còn đẹp ha. Rồi, số 10 300 ngàn nha. Số 1 là tay nắm này của Mickey nha nè. Form này cũng form Mickey ha. Nhưng mà tay nắm này nó không ghi chữ Mickey á. Tay nắm thì bị rách tí xíu chỗ này. Thép thì tốt ha. Anh em yên tâm, thép tốt nha. Rồi, 11 và 207 ha, cực kỳ mới luôn ha, đầu nhổ đinh cực kỳ mới, đầu đóng đinh cũng vậy ha, anh em thấy nè, rất là mới ha, form này form lớn ha, 630g nha nè, 630g. Rồi, cây 11 này 207 ha, cây 12 clip mà mình quay cắt cái cán thì có để rồi ha, cây này tính luôn cán nó 1.1 nha. Cái này thì có dũa sơ lại cái mép tí thôi nha. Anh em về xài nếu mà thấy cái độ bén nó chưa đạt yêu cầu thì anh em mài thêm ha, kiếm đá mài mài nha nè. Rồi, bên ba tiền đó. Hàng này chuẩn Nhật ha, anh em yên tâm nha. Đầu này tầm cỡ 17cm ha, cỡ 17cm. Form nó là form dọc như vậy ha. Trọng lượng thì nó tới 1.1 là cũng thuộc lại dạng là tương đối là lớn nha. Cái đoạn này là đoạn đúc dày luôn nha anh em. Cái đoạn mà chỗ này thường nếu mà nó hở ra thì mình nghĩ khi gia công nó là dễ ha. Còn cái loại này gia công nó khó hơn. Anh em muốn đúc cái lỗ này thì anh em phải nung nóng ha. Rồi lấy một cái búa dẹt á.
nó đóng, cho nên cái việc gia công của lỗ này nó sẽ phức tạp hơn so với cái lỗ mà chỗ này nó có cái đường ha, cái đường khép lại ha. Đó. Đoạn này dày nha, anh em ví dụ như gặp gỗ cứng thì anh em có thể dùng búa đóng lên đây được ha. Rất là dày ha. Rồi. Cây 12 này 350 nha anh em. Rồi, anh em quan tâm thì anh em vui lòng xem thật kỹ nha. Để mình lựa được cái món mình ưng ý ha. Rồi. Xin chào, cảm ơn anh em nha.